Rồi lại là em bên đồ cổ Cần Thơ nha. Xin chào nhà mình đến với clip mới nhất hôm nay bên em ha. Thì đến hẹn lại lên vào buổi trưa hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng siêu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình tiếp trong video ngày hôm nay. Xem được các bạn đừng quên giúp em cho xin một like nha. Cho xin một like ha. Và các bạn nhớ ra bấm vào chữ đăng ký kênh giùm em nha để hàng ngày lên những sản phẩm tiếp theo thì các bạn cũng có thể xem được ha. Đây là tổng quan một số loại sản phẩm sẽ xuất hiện trong video buổi trưa ngày hôm nay nha. Có một cặp lân này ha, rồi chuông ngay ban này. Đó, cặp tỳ hưu ha, rồi châu tiên đồng ngọc nữ. Rất là nhiều sản phẩm sẽ có trong video hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Rồi sau đây em sẽ quay trực tiếp chi tiết từng sản phẩm để giới thiệu cùng mình nha. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một tác phẩm rất là hay cả nhà mình ha, Quan Thần Tài. Và chiều cao của ông là tổng thể là tầm khoảng là 32 cm ha, chất liệu bằng đồng và được mạ vàng lên cả nhà mình ha. Đây cả nhà mình xem nha. Được mạ vàng lên một số chỗ để làm nổi bật lên tượng tác phẩm Quan Thần Tài của ngày hôm nay nha. Đó, tượng này về trọng lượng là tầm khoảng là 5,8 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, tượng này thì quá nét luôn nha. Cả nhà mình cùng xem là khuôn mặt của ông này. Đó, được điểm lên rất là đẹp ha. Được mạ vàng lên đây, cực kỳ công phu nha. Chất liệu bằng đồng ha, và được mạ lên trên này. Đây, quay một vòng cho mình xem ha. Và tác phẩm này mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay. Bên đồ cổ Cần Thơ em có giá giao luôn mình là 3.900.000 nha. 3.900.000 cho mã số 1 của ngày hôm nay nha. Mã số 1. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một tượng cũng rất là hay nha. Bất động Minh Vương. Đó, cũng được vẽ màu lên. Đây mình xem ha, tượng Bất động Minh Vương ha. Và tượng này cũng được vẽ màu lên nha. Cực kỳ công phu ha. Và tổng trọng lượng của tác phẩm này là 2 kg 2. Rồi, chiều cao tổng thể là khoảng là 26-27 cm. Bề ngang của tượng là tầm khoảng là 15 ha. Chất liệu bằng đồng và được vẽ lên trên này nha. Cả nhà mình xem ha, những tượng này rất là nét, rất là có hồn nha. Đây là mã số 2 có trong video hôm nay nha. Mã số 2 này có giá giao luôn mình là 2.900.000. 2.900.000 cho mã số 2. Mã số 2 ha. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là hôm nay em còn được hai tượng nha, ông Hoàng và bà Hoàng. Đó, mã số 3 có trong video hôm nay là tượng ông Hoàng và bà Hoàng. Đây mình cùng xem ha. Hai tác phẩm rất là hay nha. Ông Hoàng và bà Hoàng, chất liệu bằng đồng. Đó. Tổng trọng lượng là khoảng là 6,9 kg, gần 7 kg ha. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem đây, để em quay cận cảnh cho mình xem ha. Đó, tượng này về trọng lượng là khoảng 6,9 kg nha anh em ha. Đây là mã số 3 và chiều cao tổng thể của tượng là tầm khoảng là 28 cm, bề ngang của tượng tầm khoảng là 20-14 ha. Chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này thì hôm nay là có giá giao luôn mình là 4,5 triệu nha. 4,5 triệu cho ông Hoàng bà Hoàng của ngày hôm nay. Đem quay một vòng cho mình xem ha. Ở đây là mã số 4 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong một clip ngày hôm nay nha. Một clip ngày hôm nay là rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cùng mình ha. Đây là mã số 3. Mã số 3 ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 trong video ngày hôm nay nha. Mã số 4 ha. Mã số 4 là giới thiệu với mình là một tác phẩm là ông bà thổ đất ha, chất liệu bằng đồng. Về tác phẩm này về trọng lượng là tầm khoảng là 3,2 kg nha. Nên mình cùng xem ha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng 20 cm, bề ngang ha, bề ngang là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000 ha. 1.800.000. 1.800.000 ha. 1.800.000 ha cho ông bà thổ đất, chất liệu bằng đồng của ngày hôm nay nha. Đây cả nhà mình xem ha, quay một vòng cho mình xem. Ông bà thổ đất ha, tượng là tượng đồng. Đây, mộc chuyện đầy đủ cả nhà ha. Đây là bà đang cầm quả đào đầu tiên bên đây ha. Bên đây ông này cầm một cái thổi vàng. Đó, mình có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ với em nha. Ở đây là mã số 4 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 4. Đó, cả nhà mình có nhu cầu siêu tầm liên hệ với em nha. Mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5 trong video hôm nay là một cái đỉnh bên Công Giáo. Đây cả nhà mình xem ha. Đây là một đỉnh đồng Công Giáo. Đây em quay một vòng cho mình xem ha. Đỉnh đồng Công Giáo, đỉnh này rất là đẹp cả nhà nha. Hình ảnh đây là ảnh gia đình Chúa này. Tổng trọng lượng của tác phẩm này là 3,9 kg, gần 4 kg. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 31 cm, bề ngang ha, bề ngang tổng thể là khoảng là 23. Và hôm nay đỉnh này là bên em có giá giao lưu cả nhà mình cho mã số 5 trong video hôm nay. Thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình một cái đỉnh đồng Công Giáo như thế này là 3 triệu đồng thôi nha. 3 triệu đồng bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Đó, một cái đỉnh rất là đẹp cả nhà nha. Đỉnh đồng Công Giáo ha, đỉnh đồng bên Công Giáo. Đây là mã số 5 ha. Rồi tiếp theo mã số 6 thì bên em còn được một bộ khay chầu rượu lễ chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem bộ này ha. Một bộ này á là bao gồm
một cái hộp lớn như thế này. Đây em để em quay từng cái cho mình xem ha. Đây là một cái hộp lớn là đựng chầu cao này. Rồi một cái hộp nhỏ này ha, một cái hộp nhỏ này là đựng trang sức nha. Hộp nhỏ này đựng trang sức. Đó, toàn bộ đồng hết nha. Và kèm theo một cái bình rượu. Đây cái bình rượu đây. Đây bình rượu ha. Bình rượu. Rồi kèm theo hai cái ly, hai cái ly để góp rượu. Đó, trọn bộ như thế này. Trọn bộ như thế này thì bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 24 cm. Và chiều sâu ha. 24 ha, bề ngang 24 vuông nha, chiều cao là khoảng 7,5. Và một cái bộ cây chầu rượu lễ như thế này. Hôm nay bên em có giá giao lưu với mình. Đó là 2.800.000 ha, 2.800.000 bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là giới thiệu cả nhà mình rượu gì với cả nhà mình một tượng của thầy nha. Đó là ngày thầy Thích Minh Tuệ ha. Thầy Thích Minh Tuệ chất liệu bằng đồng nha. Đây cả nhà mình cùng xem tượng của thầy ha. Thầy Thích Minh Tuệ thì tượng thầy là tổng trọng lượng là 7 kg, chất liệu bằng đồng cả nhà ha. Chất liệu bằng đồng. Đó đây cả nhà mình xem nha. Thầy ngày Thích Minh Tuệ chất liệu bằng đồng. Và chiều cao của mã số 7 của ngày hôm nay là khoảng là 32 cm, bề ngang ha. Bề ngang là 30. Chất liệu bằng đồng nha cả nhà nha. Và tượng của thầy mã số 7. Mã số 7 thì bên đồ cổ Cần Thơ em ha. Bên đồ cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với mình tượng của thầy. Đây hôm nay là tượng này là có giá ưu đãi cho mình ha. Tượng này là có giá giao lưu mình là hôm nay là 3.500.000 cho tượng của thầy nha cả nhà ha. Thầy Thích Minh Tuệ nha, tượng này tượng đồng rất là đẹp nha. Đây mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay là em còn được một tượng bên Công giáo ha. Mã số 8 là tượng Chúa kể chuyện. Đó, một trong những tác phẩm rất là hay về bên đạo Công giáo nha. Em quay gần đi mình xem ha. Chúa kể chuyện chất liệu bằng đồng. Và tượng Chúa kể chuyện của ngày hôm nay thì có tổng trọng lượng là khoảng là 1.8 kg ha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 17 cm. Và bề ngang là khoảng là 14 ha, chất liệu bằng đồng. Đây, và tượng này ha. Tượng này thì có giá giao lưu với mình 1.700.000. Đó, 1.700.000 cho tượng Chúa kể chuyện của ngày hôm nay. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì Chúa dựa tường. Đó, đây là một tác phẩm Chúa dựa tường ha, chất liệu bằng đồng. Nắm Chúa dựa tường thì mình xem nha. Về trọng lượng tầm khoảng là 2.4 kg ha, chiều dài và tổng thể là khoảng 20, rồi chiều cao này là 14 cm. Và tác phẩm Chúa dựa tường của ngày hôm nay có giá giao lưu mình 1.700.000 luôn nha cả nhà nha. 1.700.000 ha. 1.700.000 cho là mã số 9. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha, mã số 9 ha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là có hai cái sản phẩm phong thủy. Đó, cốc và rồi mã số 10 ha. Mã số 10 là một hai cái sản phẩm. Thì mình có thích sản phẩm nào thì mình sưu tầm sản phẩm đó nha cả nhà nha. Đây là một con cốc với một con tỳ hưu, hai linh vật phong thủy nha. Và rất thích hợp mình để bàn thần tài thổ địa. Hai con này là được đánh bóng rồi. Đây mình cùng xem nha. Cực kỳ đẹp ha. Một con cốc thì có ba ở bàn phía sau lưng nè, tỳ hưu thì hai bên sau tiền. Đây mình cùng xem nha. Con này thì mỗi một con nó nặng tầm khoảng là gần 2.5 kg cả nhà ha. Và chiều cao tổng thể của mỗi con là tầm khoảng là 16 cm này. Con cụ cốc thì tầm khoảng là 14 ha. Đây mình cùng xem nha. Và dài bề ngang tổng thể là khoảng là 13. Đó, và tác phẩm này thì mình cùng xem ha. Và một cặp một con như thế này có giá giao lưu mình 1.500.000. 1.500.000 cho một con. Thì cả nhà mình thích cái con nào thì báo lại giùm em nha. Đây là mã số 10 ha. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 trong video buổi trưa ngày hôm nay. Đây là một cặp cũng rất là hay nha các anh em ha. Là một cặp 11 là một cặp tỳ hưu. Tỳ hưu này thì khỏi chê rồi. Hết sảy. Tổng trọng lượng tầm khoảng là 8.2 kg cho một cặp tỳ hưu to như thế này. Đây mình cùng xem ha. Em quay gì cho mình xem nè. Đó, hai con rất là to nha. Hai bên là nó hai sâu tiền. Hai con này ha. Đây, tỳ hưu như ý. Cặp này. Đây cặp này ha. Cặp này thì trọng lượng tầm khoảng là 8.2 kg cho mã số 11 nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 21 cm, bề dài tổng thể là tầm khoảng là 27. Chất liệu bằng đồng ha. Và một cặp như thế này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp tỳ hưu to như thế này là 3.2 triệu. 3.2 triệu cho mã số 11, hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Mã số 11 ha. Rồi mã số 12 là một cái cây tháp tiền rất là to. Đó mình xem ha.
số 12. Về trọng lượng của cây tháp tiền này thì cây tháp tiền này rơi vào khoảng, để ông đo cho mình xem thử nha, cây tháp tiền, tháp tiền tổng trọng lượng là khoảng 2 kg 2 cả nhà nha. Đó, nguyên một cây cây tháp tiền phong thủy, mình cùng xem ha. Đem cây tháp tiền phong thủy chất liệu đồng ha, và chiều cao tổng thể là 30, bề ngang là khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Và cây này, cây này hôm nay là có giá giao lưu với mình một cây tháp tiền to ha, tháp tiền như ý. Đó, mình cùng xem nha, đây này, bằng đồng. Ở đây là nguyên một cây, hai bên hai gậy như ý nè, rất là đẹp nha, mọc chuyện ở dưới luôn ha. Tác phẩm này có giá giao lưu mình là 2,2 triệu nha. Hay hôm nay là cây này 2,2 triệu, to lắm, to và đẹp nữa. Đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Chiều cao của nó này khoảng là 29 cm ha, chất liệu bằng đồng, bề ngang thì tầm khoảng là 20. Ở đây là mã số 12 trong video hôm nay ha, số 12. Rồi 13 hôm nay thì bên em có về được một cặp này nè cả nhà mình nha, một cặp trâu tiên đồng ngọc nữ, đó, chất liệu bằng đồng. Đây, một bên tiên đồng, một bên ngọc nữ ha, tiên đồng ngọc nữ chất liệu bằng đồng. Thì đây mình cùng xem ha, hai tiên đồng ngọc nữ cỡ trâu. Đó, tổng trọng lượng là khoảng 3 kg 3. Đó, một bên tiên đồng, một bên ngọc nữ nè, mình cùng xem ha. Và chiều cao, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 10-19, bề ngang là 24 cm, chất liệu bằng đồng ha. Và cặp này hôm nay có giá giao lưu mình là 2 triệu đồng nha các nhà nha, 2 triệu đồng cho một cặp trâu tiên đồng ngọc nữ của ngày hôm nay. Cặp trâu tiên đồng ngọc nữ mã số 13 13 ha. Rồi 14 là một chiếc thuyền bồm, 14 là một chiếc thuyền bồm nha, thuận bồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái. Đây một chiếc thuyền bồm ha, cho mã số 14. Đó, mình xem ha. Đây, chiếc này rất là to cả nhà nha, chiếc này rất là to, mã số 14 ở trong video hôm nay ha. Em quay cận cảnh cho mình xem nha. Chiếc này to lắm, chiếc này tổng trọng lượng là tầm khoảng là 8,5 kg. 8,5 kg nha, cho mã số 14. Và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 45. Rồi chiều cao ha, chiều cao là 38. Đây, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này có giá giao lưu với mình ha. Đó, một chiếc thuyền như thế này. Rồi bên em có giá giao lưu với chiếc thuyền bơm này, có giá giao lưu với có giá giao lưu mình 3,9 triệu. 3,9 triệu cho mã số 14 có trong video hôm nay. Và mã số 15 là mã số cuối cùng trong trong clip buổi trưa ngày hôm nay, thì giới thiệu cả nhà mình một cặp bình Tứ Linh Long Lân Quy Phụng nha. Tứ Linh ha, Long Lân Quy Phụng, đây mình cùng xem nha. Cặp này về trọng lượng ha. Đó, cặp này về trọng lượng là tầm khoảng là 7,2 kg em ha. Cặp bình này thì quá đẹp rồi. Một mặt là Long Lân, một mặt là Quy Phụng, trên cổ bình có chữ lộc cho cả nhà mình xem. Và chiều cao của nó ha, khoảng là 36 cm, bề ngang nha, bề ngang là khoảng là 13, chất liệu bằng đồng ha. Và cặp này thì có giá giao lưu mình là 3,4 triệu, thì cũng hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em vào những video tiếp theo nha. Đừng quên bấm like và cho em xin một lượt đăng ký ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha.